Oppo F1S. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ. Có khi trong tim thức ngỡ là mơ, câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới, hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối, chỉ thường có người vẫn phải gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì, không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo từng từ đêm dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác sâu tên người vẫn vậy. Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Chàng trai lúc xuân xanh ngược xuôi bon chen đất khách, mối tình cứ thế phai nhanh, dường như thôi không nghĩ đến, ít lâu có cô gái làm dịu em hồn đau. Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu, câu chuyện đáng lẽ xa xôi, niềm riêng không ai nhắc tới, nhưng rồi ngăn cách xa khơi, một hôm cơn mưa dẫn lối, thấy cô gái nằm ấy khiến thôn thức như lúc đầu. Vẫn nơi đó đôi mắt biết nhưng giờ đã biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì, không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ không thì vu vơ nhanh qua. Chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, có chàng trai viết lên.
Thưa quý vị, Phan Mạnh Quỳnh với Có Chàng Trai Viết Lên Cây. À, anh không biết là cái cô gái đó bây giờ có đang xem cái chương trình đó hay không, nhưng anh chỉ hy vọng là em nhớ bình chọn cho Phan Mạnh Quỳnh nha, để Phan Mạnh Quỳnh giành chiến thắng. Quỳnh ơi, em kêu gọi khán giả bình chọn cho em qua cái tiết mục này đi. Em là mã số 02. Mọi người bình chọn cho em bài Có Chàng Trai Viết Lên Cây ạ. Anh hỏi thiệt, có phải là vì cái lý do mà em rất là chất phác, thật thà đó mà cổ bỏ đi không? Nhưng mà rất là dễ thương đúng không ạ? Nếu quý vị yêu mến Phan Mạnh Quỳnh thì hãy nhớ bình chọn cho Phan Mạnh Quỳnh nha. Cảm ơn Phan Mạnh Quỳnh rất nhiều.